đấy, người ta như nhất kìa đấy. Đi tù hài, đi tù hài. Nước dần đi nhá, chuẩn bị tràn nóng ấy. Xem tàu Serenity. Con này mới chạy thì nó đây đóng nhiều tiền đấy. Đây. Indochine nhá. Hầu như nó không chạy.
sơ. Cửa sổ đẹp hơn. Thấy nó tắm quay lại lượt nữa. Cho người ta tắm cho đỡ xấu hổ. Anh Thiệu ạ. Quay đi vòng nữa, đất sợ không có đủ chỗ, không đủ chỗ anh ơi, phải đánh hụt cái ra. Mình sẽ là một trong một. Cô lên bàn. Chưa được bằng bằng nữa.
không gian ấm cúng và nó cũng bền hơn. Nhà hàng này thì nó có một cái lợi thế đấy là cái khu vực tàu này là lắp một cái đoạn máy. Ngồi đây chưa, nắp đậy chưa ngồi được không?